Vùng da dưới cánh tay có màu thâm sạm chính là điều khiến nhiều chị em tự ti không dám diện những bộ trang phục thoải mái. Vì vậy, ngày nay có rất nhiều spa cung cấp các dịch vụ trị thâm nách an toàn và hiệu quả. Nhưng không phải ai cũng biết được nơi trị thâm nách uy tín để điều trị đâu. Vì vậy hãy cùng shop mình giải đáp thắc mắc để chị em yên tâm và sử dụng sản phẩm nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Bạn có thể tìm đến những cơ sở spa trị thâm nách uy tín, được nhiều người giới thiệu hoặc xem trên các nhóm diễn đàn làm đẹp. Thường thì tại những cơ sở spa đều có trị thâm nách, nhưng không phải đơn vị nào cũng biết cách làm và làm đẹp an toàn được, nên bạn nhớ tìm hiểu kỹ trước khi đến. Thường thì phí điều trị thâm nách ở các spa rất cao và cần rất nhiều thời gian, có nơi không uy tín thì họ vẽ ra để lấy tiền của khách. Những nơi uy tín thì thường có phí chữa trị thâm nách khá là tốn kém và mất nhiều thời gian nữa. Bạn có tiền có thời gian thì không sao, chứ điều trị giữa chừng không dứt khoát thì có khi lại khiến nách bị thâm nhiều hơn. Và ở spa thì họ vẫn sử dụng một số loại kem trị thâm nách chuyên dụng, trên thị trường có bán đầy ra, chỉ là họ không cho bạn biết đó là kem gì thôi, nên bạn có thể tìm mua những loại kem trị thâm nách có hiệu quả và dễ dàng sử dụng tại nhiều được như kem Quinix chẳng hạn. Kem trị thâm nách Quinix hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị thâm nách Quinix hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.